chào cô chú anh chị em và các bạn quay trở lại với kênh Đường Phố Sài Gòn. Xin chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và an trong cuộc sống. Hiện tại chúng ta đang có mặt trên đường Lê Duẩn, và trong video clip này em xin cập nhật cho cô chú gì biết được một vấn đề, đó là đường Lê Duẩn hiện nay khi mà quẹo ra đường Đinh Tiên Hoàng là hồi xưa là hai chiều thì bây giờ đã chuyển qua một chiều rồi nha cô chú anh chị. Ví dụ ở đây chúng ta chạy thẳng là Thảo Cầm Viên, chúng ta quẹo phải là sẽ lên cầu Thủ Thiêm 2, còn chúng ta quẹo trái là vẫn đi đường bình thường. Nhưng mà cái chiều mà từ bên Nguyễn Thị Minh Khai qua là nó sẽ bị cấm đó. Bây giờ cái đường này hồi xưa là cái đoạn này là cái đoạn hai chiều từ đây đến đài truyền hình thành phố HTV và đến Nguyễn Thị Minh Khai là đường hai chiều, thì bây giờ nó chỉ là đường một chiều thôi. Nếu mà cô chú anh chị đi từ ngoài kia mà đi ngược ra đây á là sẽ bị công an bắt nha cô chú anh chị. Mọi người chú ý là đi từ Nguyễn Thị Minh Khai không còn được quẹo trái quẹo phải để vô đây để đi ra Tôn Đức Thắng nữa, mọi người chú ý. Đó, cái đường này là cái đường cấm cái đoạn này nha cô chú chị, nếu mà ai không biết mà quẹo vô đây á, là sẽ bị phạt. Đó, mọi người chú ý nha, cái đường này cái đường cấm hai chiều, bây giờ nó chỉ còn một chiều thôi. Đó, hồi xưa là từ bên Sân Hoa Lư là người ta hay xi nhan để người ta quẹo trái qua bên đây, xong rồi đi ra ngoài bến Bạch Đằng, Tôn Đức Thắng. Nhưng mà bây giờ là cấm rồi nha cô chú anh chị, không được đi như vậy nữa. Nên mọi người chú ý nha, nếu mà ai lâu rồi chưa đi cái đoạn này, hoặc là cô chú anh chị ở bên nước ngoài về á mà có tự mượn xe của người quen hay là tự thuê xe để đi á, thì nên nhớ cái đoạn đường đó là cái đoạn đường cấm, không được quẹo vô. Từ Nguyễn Thị Minh Khai chạy về là không được quẹo vô. Phải chúng ta là đài truyền hình Việt Nam VTV, văn phòng phía Nam. Bây giờ chúng ta đang đi về hướng cầu Thị Nghè nha cô chú chị. Cầu Thị Nghè, chợ Thị Nghè, Hồ Bơi Ít Kiêu. Đây những ngày cuối tháng 8 mà chuẩn bị đến lễ 29 rồi. Đó, đường Nguyễn Bính Khiêm. Nguyễn Bính Khiêm bây giờ cũng có một chiều thôi. Đường Nguyễn Bính Khiêm bên phải của chúng ta nè, bây giờ cũng là một chiều thôi, là chiều quẹo phải để đi ra ngoài đường Nguyễn Hữu Cảnh. Hồi xưa là đi ngược từ dưới Nguyễn Hữu Cảnh chạy ra trên Nguyễn Thị Minh Khai này được, nhưng mà bây giờ là không cho chạy ra, tại vì cái chiều bên đường Tôn Đức Thắng bên kia người ta đổi là một chiều lên, thì cái này là nó sẽ là một chiều xuống, có nghĩa là một chiều thôi cô chú anh chị nhớ là chỗ này nha. Cũng không được chạy từ Thảo Cầm Viên mà ra ngoài Nguyễn Thị Minh Khai cái chiều này luôn. Đó, chỗ này nó cũng cấm luôn. Coi như là mọi người chú ý chỗ này với lại đường bên phía HTV đài truyền hình. Rồi, chặt cây, sửa đèn, sửa điện. Mấy bữa nay đang vô mùa mưa gió rồi, gió mưa rất là lớn, cây ngã rất là nhiều luôn cô chú chị. Rồi, cái bóng đèn đó, chim nó làm tổ. Anh thợ điện đó, anh mở ra là anh quăng cái tổ chim xuống. Chúng ta đang ở cổng sau của Thảo Cầm Viên, mặt của Thị Minh Khai. Đây là hồ bơi Ít Kiêu, trung tâm thể thao dưới nước Ít Kiêu. Đây là cầu Thị Nghè 1, cầu Thị Nghè 1. Trời cũng chuyển mưa nhẹ nhẹ rồi. Mọi người sẽ biết đây là nhà thờ Thị Nghè.
Thế Giới Di Động vừa thay đổi một số cái bảng hiệu thôi, qua cái kiểu mới nó cũng đẹp và nó sạch sẽ hơn kiểu cũ. Thế Giới Di Động vừa cắt giảm, nghe nói đâu là khoảng chừng 400 cái cửa hàng Bách Hóa Xanh. Bách Hóa Xanh là cái thương hiệu của tập đoàn Thế Giới Di Động, chuyên bán về tạp hóa và thực phẩm. Họ khai trương cũng rất là nhanh nhưng mà cuối cùng là bán cũng không như kỳ vọng, lỗ nhiều. Cái chiến lược của Bách Hóa Xanh là bán đồ thực phẩm cạnh tranh với là chợ truyền thống. Và cái bất lợi của họ đó là họ thuê mặt bằng giá rất là cao, mặt bằng rất là đẹp, nhân viên cũng vài người chỉnh chu, lương cũng không có thấp lắm. Do đó mà họ cạnh tranh không lại với hàng hóa ở ngoài chợ truyền thống. Tại vì ngoài chợ truyền thống mặt bằng các quầy hàng thuê rẻ hơn, có khi là không tốn tiền thuê mặt bằng luôn, nên cái giá là bán cạnh tranh hơn. Bách Hóa Xanh là không cạnh tranh nổi. Và có nhiều cửa hàng là đến tối là 7-8 giờ đó là họ phải sell up cái lượng rau, giảm tiền cái lượng rau để giảm giá đến 70% để cho khách hàng mua, để giải phóng cái lượng rau tồn. Tại vì để lâu rau nó cũng sẽ hư hỏng. Đó là cái những cái điểm bất lợi của cửa hàng Bách Hóa Xanh. Do đó hiện nay họ đóng cửa khá là nhiều cái mặt bằng Bách Hóa Xanh. Họ chỉ giữ lại những cái cửa hàng nào mà có lợi nhuận thôi. Những cái cửa hàng nào mà không có lợi nhuận là họ trả lại cho chủ nhà. Tại vì là đang làm nhiều quá thì nó sẽ lỗ, giảm bớt mặt bằng và nhân sự luôn. Đây là ngã tư Hàng Xanh nha cô chú anh chị, Bùng Binh Hàng Xanh. Bây giờ em sẽ chạy về quận 2. Đây là đường chúng ta chạy về quận 2. Đây có nhiều bến xe lắm, có bến xe Phương Trang, rồi bến xe Thành Bưởi, bến xe Kim Anh Hùng. Kim Anh Hùng là xe đi Bình Phước. Tập đoàn Novaland họ vừa mua lại ra khá là nhiều thương hiệu, trong đó có cà phê Queen Deli nè, City Game hình như cũng có họ luôn. Rồi Dynasty là thương hiệu về ẩm thực. Novaland cũng đang lướng sân qua cái ngành F&B. F&B là ngành hàng ăn uống. Novaland bây giờ có một cái lượng tài sản bất động sản và những cái khu đất vàng khá là cao, giá trị khá là cao. Nhưng mà cái lượng tiền nợ thì mình không biết. Hiện nay kinh tế Việt Nam cũng đang có nhiều thay đổi sau khi chính phủ có nhiều cái cuộc thanh tra thanh trừng xử lý các cá nhân và tổ chức vi phạm về kinh tế. Khá là nhiều các cá nhân đã bị bắt giữ tạm giam. Tập đoàn FLC bây giờ cũng không thuộc về ông Trịnh Văn Quyết rồi. Bamboo Airways cũng vậy, không thuộc về ông Trịnh Văn Quyết nữa. Chúng ta đang lên cầu Sài Gòn. Cầu Sài Gòn vừa cho sửa chữa thảm lại cái mặt ở giữa đường, thảm nhựa lại cho nó láng hơn. Tại vì trước đây á, là cái len này á, là nó chỗ em đang chạy nè, nó có một cái con lươn. Con lươn
Lương bên tay trái nè, bây giờ người ta dời cái con Lương này qua trái để cho cái lên xe máy này nó rộng hơn. Nó rộng hơn thì xe máy dời được nhiều. Tại vì ở ngoài kia xe hơi á, là hồi xưa cái lên bự quá, xe hơi chạy rất là phí đường, nên người ta mới dời cái con Lương từ đây qua bên trái khoảng chừng 2 mét để cho cái lên bên này nó rộng ra, xe máy chạy thoải mái. Nhưng mà khi dời thì ở dưới nó còn cái gờ đó, khá là nguy hiểm, nên là xe máy chạy nguy hiểm đó. Bây giờ họ mới thảm nhựa lại cái đoạn này cho nó trơn láng hơn, nó an toàn hơn, chạy nó cũng mượt mà hơn. Phía xa kia là quận 9 cũ, đây là thành phố Thủ Đức. Nhìn cũng đang sắp chỉ mưa rồi cô chú chị. Ok, em xin kết thúc video clip này ở đây. Cảm ơn cô chú chị đã xem video clip và chúc mọi người bình an trong cuộc sống. Đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm like video clip và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Xin hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo. Em xin trân trọng kính chào. Chín giờ chuyển mưa ghê không, đen hết luôn, chắc chút nữa mưa lớn. Thì song hành này cũng khá là nhiều các quán ăn nha cô chú chị, nhiều quán ăn quán nhậu. Con quán bò này đông khách lắm mà cũng dẹp trả mặt bằng rồi. Mặt bằng ở đây cũng tương đối cao, nhiều quán ăn quán nhậu, ngân hàng các kiểu. Ok, bye bye cô chú anh chị nha.